Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên ít đồ nghề hàng bãi để giới thiệu đến với anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình. Thì mọi người có thể liên hệ em ha qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để với cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ nhắc lại một số hình thức giao dịch bên em. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, chuyển khoản em bao ship, ship code. Mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em nha. Đầu tiên em vào cho mọi người này có máy cây khóa đất rất là đẹp luôn anh em, Star Wheel này, bự cho ba lửa luôn á. Tí nữa em giới thiệu sau. Rồi giờ em vô những cái kìm trước đi. Đầu tiên thì em vào cho mọi người một cái kìm nhọn của Fujiya nha. Dây điện còn một xíu à. Đó, thì một cái là em thử một cái ha. Đây, cảm nhận cắt ngọt không thì em sẽ báo cho mọi người. Cắt ngọt cho anh em, đó con này là cắt ngọt này. Đó. Cái nào ngọt nó ngọt cho anh em. Đây. Ha, cắt ngọt và tình trạng là cũng còn khá là ok nha của Fujiya Nova 50. À, chi tiết rang kìm mạch kìm rồi nói chung là còn ngon lành của hãng Fujiya nha anh em. Nova 50 và cái kìm của Fujiya này thì nó dài được tổng thể 16.5 nha anh em, 16.5 mã số M1. M1 giúp em giá 80.000. Đây, M1 ha. M1 80. M2. Cây kìm nhọn khác cái này thì nó còn đẹp mới này anh em. Này. Thương hiệu là Scrow ha. Thương hiệu là Scrow. Đó, vỏ kìm này còn đẹp này. Rau này dập chìm nha anh em. Đó. Hình thức thì nói chung là còn ngon lành hết. Ha, những cái này anh em mình yên tâm mua về dùng ha. Đó, các đồ ngọt ngào. Rồi M2 giúp em nha. M2 con này 80 luôn ha. 80.000. Rang kìm mũi nhọn rồi còn đẹp nha anh em. M2 80. M3. Con của Gisuke ha. Gisuke Japan vỏ dài có lò xo bạc. Cái này thì nó đa năng ha, nó có ép cốt, túc dài, lỗ tròn, ha, rang cỏ được cũng đẹp luôn. Ha, lưỡi cát rồi rất là ngọt ngào nha anh em, bánh ngót luôn. Dài 16 sen luôn nha anh em, của thương hiệu Gisuke Japan này. Anh em thích cây kìm nhọn đa năng này là M3 giúp em nha. M3 110.000 nha anh em. M3 110. M4. Một cây kìm cắt của anh Victor. Cái này là có lò xo bóp trợ lực này anh em ha. Victor này lưỡi của mình là còn đẹp nha anh em, nó không có mẻ không răm gì hết ha. Đó, đây lưỡi đẹp không mẻ không răm của hắn Victor. Rang kìm đồ còn khá là ngon. Đây con này lưỡi cắt mỏng ha. Đó, cắt còn ngọt ngào nha anh em. Và con này thì cái chiều chiều dài mình đo được là 15.5 nha, 15.5 cm. Đó nên tất cả kìm nhọn của cây kìm cắt của Victor này còn đẹp nha anh em. 100.000, chung là đẹp thì giá nó hơi cao thế à đó. Lưỡi cắt rồi anh em mình thấy là còn nguyên vẹn này, không mẻ không răm gì hết ha. M4 nha anh em, con này là M4 100. Đây, M4 100. M5. Con này đến từ thương hiệu Hoàng Topman ha. Giá xích nội địa Nhật size 150. Đó. Lưỡi cát cũng còn khá là ok. Đây. Đó, rang cỏ đồ còn ngon lành nha anh em. Đó. Vỏ đồ đành lạng dài nè. Vỏ màu vàng. Nó dài được là 16.5 nha. Đó. Dài 16.5. Cát đồ ngọt nha anh em. Đó. Rồi con Topman này đây, thức lưỡi cát. Nói chung những cái kìm Nhật thì anh em mình biết là cái chất lượng dùng khá là ngon ha. Lưỡi cũng có răm răm, giá 80.000 ha. Tổng quan thì còn đẹp. Lưỡi có răm nhẹ. Thì khi mà nắm thái ha, M5 80. M6. Con này thì lưỡi đẹp. Một có một cái lỗ không có lỗ tuốt ha. Đó, có dập chữ Japan dập chìm hoàng sao. Lưỡi đẹp kích. Vỏ lành lạng.
cắt ngọt nha anh em. Đó. 16 dài 16 sang nha anh em. Dài 16 cm. 90. 16 90.000. M7. Con kìm cắt lưỡi mỏng nó của Victor nó ha, cái này chưa xài luôn ha. Những cái này là nó còn đẹp nha anh em, nó còn mới ha, chứ cái dòng kìm này nó dài có 13 14 sen thôi, dòng nhỏ nha. Có 13 14 sen thôi. Có là xo bóp trợ lực. Ha. Cắt ngọt điểm luôn. Đó. Rất là ngọt luôn, dài 13 14 sen ha. M7. Ha, M7 dài còn đẹp. 80.000 luôn nha anh em. M7 80.000. M8. Con của Fujiya. Ha, mày kìm con đẹp luôn, lưỡi mỏng luôn nha anh em. Đó, lưỡi không có răm không mẻ nha, lưỡi không răm không mẻ, lưỡi con đẹp. Kích thịt ha, không có hở sáng. Đó. Vỏ kìm rồi còn đẹp nè. Và con này thì nó cũng dài là được 16 sen. Rất là bán nha anh em. Rất là bán luôn. M8 giúp em nha. 90. M8 90. M9 tương tự. À, con này còn đẹp không? Lưỡi cát đồng rất đẹp nha anh em. Con này là dập chìm đời cổ Nô 60. Đó. Chi tiết mạch kìm. Đi chậm chậm lên đi mình xem. À, lưỡi cát đồng còn ngon lành. Bỏ trơn luôn ha. Rất là bán nha anh em. Giờ 16 sang luôn còn đẹp. Con Fujiya này còn đẹp nè. Đời cũ dập chìm nha. Đó. Rồi 90. M9 nha. M9 90. M10. Cây kìm kìm bằng vỏ dài của thương hiệu Handata, giao dịch nội địa Nhật, dập chìm ha, đời cũ dập chìm, tình trạng còn mới. À, còn mới. À. Vỏ kim rồi còn đẹp, dài 16 sen nha. Cắt còn ngon nha anh em. Rồi dài 16.5 nha. Vỏ nó cũng mới đẹp nè. À, nên mình sưu tầm cũng được cho anh em nhé. Con này nó còn mới đẹp. Con này 110.000 giúp em nha. M10 110.000. Mới tin là dài 16 sen nha anh em, 16.5 luôn á. M10 110. M11. Con Sunky Thép Alloy nữa. Sang cái thép alloy teo này, nó mà kim đồng đẹp cho anh em. Rang cỏ nó còn ngon lành. Vỏ của mình là vỏ trơn màu đỏ, dài 16 cm ha. Ha. Cát nó còn ngọt ngào ha. Dài 16 sang của Sang kia. Rồi con kim Sang cái thép alloy này giá 90. M11 nha, giá 90.000. M11 90. M12. Một cái kim bằng của thương hiệu Tone ha. Giao dịch nội địa Nhật, Made in Japan. Chập chìm nha anh em, chập chìm. Đó, Tone ha. Phần kim nó còn khá là mới này nè. Ren kim đã có xài nhưng mà còn ngon lành ha. Dài tổng thể được là 19 cm. Đây. Cát ngọt nha anh em, cát ngon lành ha. Dạ 19 cm bỏ màu xanh lá cây cũng nhìn rất là đẹp ha. M12 150 giúp em nha. Đó, giao dịch đời cổ. M12 150. M13. Cái kìm của Victor. Giao dịch nội địa Nhật dập chìm. Tình trạng là còn đẹp. Nó cách điện 10.000V nha anh em, vỏ rất là dài nha. Vỏ cách điện 10.000V. Của hãng Victor, rất là người địa Nhật, mà kim nó còn đẹp nha.
ren cỏ nó còn đẹp luôn. Cát còn ngọt ngào nha anh em đó, ha. Cát rất là ngọt luôn. Và con này thì nó dài được là 19 cm nha, 180.000 ha. M13 180.000. Tiếp theo M14. 14 thì em có một cặp kìm này, nhưng mà cái này thì nó cái con có top này nó bị mắc lò xo ha, thấy không? Thì bắt lò xo, cái này là bút vào đi vào là kìm mới theo trong này, còn cái này là bút vào đi ra là mới theo ngoài. Thế nên mình muốn cặp về có gì thí dụ mình dùng cái nào thì mình lấy cái lò xo mình bỏ qua. Và rồi mình có cái lò xo khác ha. Thì đầu tiên em bắn cho một người con tốt này. Hiện tại nó thiếu cái lò xo cho đây này ha. Thiếu tròn tròn này. Đó. Mũi thẳng nha anh em, mũi thẳng. À, con tốt này nó dài được là 17 cm. Con này em để giá là 120 nha. M14 120. Theo M15. M15 thì một cây kìm của SK11. Đó, bóp vào đi ra này. Ha, bóp vào đi ra, bóp ra ngoài. Đầu mũi nó còn đẹp hết nha. Ren cỏ đâu còn ngon. Đó. Thì anh em thích cái cây kìm bóp ra ngoài này của SK11 cũng dài 17 18 cm ha. M15 giúp em nha. Đó, M15 con này giá của mình là 170.000. Ha. SK11 M15 ha, 170. Rồi, theo M16 em có một cái bộ dụng cụ đa năng của Colombia, của châu Âu, châu Mỹ này, Colombia ha, của Colombia hàng châu Âu ha. Đây thì hình thức thì nó sẽ gồm có cái bộ này là dụng cụ đa năng ha, một cái nĩa, một cái muỗng, một cái dụng cụ khơi đó, khơi ha, và một cái dụng cụ cát đó. Đây, một chi tiết, hai chi tiết, ba chi tiết, bốn chi tiết, năm chi tiết, sáu chi tiết nha anh em. À, tình trạng nói chung là lái ra rất là nhẹ nhàng nha. À, những cái bộ này thì anh em yên tâm, quả cần vệ sinh gì nữa đó, nó còn mới nên là lái ra rất là nhẹ nhàng nha anh em. À, anh em yên tâm đó. Bộ nào thì nó cứng thì nó cứng, bộ nào nó nhẹ nó nhẹ đó, bộ này nhẹ nhàng nha đó, ha. Thì bộ này còn khá là đẹp nha anh em, của Colombia thì như của châu Mỹ nha anh em. Bộ dụng cụ đa năng này em để giá là 120.000 đi. M16 120 nha, của Colombia. M17 là một cái bộ của thì của Victorinox này. Thì nó tình trạng của mình là nó hơi cứng tí, nhưng mà còn đẹp. Anh em mình có thời gian về mình vệ sinh thêm giúp em nha. À, hiện tại thì nó lái ra nó hơi cứng. Đó, đây, chung là lái ra được nhưng mà nó hơi cứng nha. À, về mình có thể vệ sinh thêm nha anh em. Đó này em bán về cho anh em vệ sinh thêm. Hàng của Victorinox, hàng rất là ngon nha, rất xịn này, logo của hãng này. Đây, Victorinox Sulin nha anh em. Ở bên này nó có một con dao nhỏ, một cái dụng cụ khơi. Bên này là một con dao lớn, một dụng cụ khư nữa nè. Bên này có hai chi tiết nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết nha anh em. Đó, bộ này là 6 chi tiết. À, bộ của Victorinox này em để giá là 250.000, anh em mình vệ sinh thêm nha, 250.000. M17 250. M18, một cái bộ lục giác của Mỹ nè anh em, của thương hiệu Nelson nè, của Mỹ nha. Đây của tỉnh Ohio này, cái tỉnh là của Mỹ nha anh em, bằng Mỹ gì đó. Nói chung là cái bộ này là của Mỹ nha, của Nelson nha anh em. Nè, bộ này cũng mới đẹp. Đó, hàng của Nelson của Mỹ ha. Đây, mới tinh luôn á anh em. Một cái bộ lục giác của Mỹ còn rất đẹp ha. Đen xì luôn nè. Đó. Thấy không? Đầu đồ đen xì. Rất ngon. Đó, bên này cũng vậy. Đó. Đây. Đầu còn đen xì rất là ngon, rất đẹp nha anh em. Đó. Này. Rồi cho anh em thích cái bộ lục giá cấp của Mỹ này, còn mới nha anh em, tình trạng của mình là còn mới nha, một người siêu tầm hàng của Mỹ. À, bộ này em để giá cho một người anh M18 nha. M18 bộ của Nelson này em để giá 300 nha. M18 300.000. À, siêu tầm còn mới nha anh em, tình trạng còn mới. Đó, của Nelson ha. Này Nelson Ohio này của Mỹ ha. Rồi thông số nó không có để cho anh em, nhưng mà thông số này là nhỏ nhất của mình là chắc là 1.5 này cho tới 6 ly á. Mà hàng của Mỹ thì thường hiện in M18 300 siêu tầm anh em. M19, một cái bộ lục giác của Nhật. Đây. À, chữ nghĩa nè anh em.
Bộ này thông số mình 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ha. 6 cây lục giác. Và đi kèm với mình là một cái cây viết dương nữa. Đó, cây mũi viết dương nữa nè. Bên này là 5 cây lục giác. Đầu còn đẹp hết. Và đi kèm với mình là có một cây viết dương nữa. Đó, một cái bộ lục giác rất là đẹp ha. Anh em mình sửa chữa xe đâu, đạp xe máy đâu cũng được, xe đạp rồi ha. Rồi cái bộ này em để giá 180.000 nha. À, một cái bộ lục giác của Nhật M1980 M20 là một cái cưa của thương hiệu Anderson. Dòng này là cắn mình nhôm, mình chì gì này cầm khá là nặng nha, cầm khá là đầm tay nha anh em. Anderson đó. Đây là cái phần anh em mình tăng chỉnh cái chiều dài lưỡi luôn này nọ nè ha. Đó, tăng chỉnh chiều dài lưỡi ra vô cũng như là mình thay lưỡi rồi ha. Đó, đây vặn cứng lại. Cái này rất là thuận tiện nha anh em, của Anderson này, cắn bằng hợp kim nhôm, cầm khá là đầm tay nha. Rồi anh em thích cây cưa cắn hợp kim nhôm này, mọi người cho giúp em mã số là M20 nha, con này giá 120. M20 120.000. M21. Một cây kìm rút EV còn khá là mới nha anh em. Đây, của Nhật ha, còn rất là mới luôn, của Echo nha anh em. Này đầu mới nè. Này thì em nó có rút thử rồi, hồi nãy em rút cái thùng rồi. Đầu đồ cũng đẹp, nói chung còn mới nè anh em, an tâm về mình xài. Đó, những cái bét rồi này nọ cũng mới tinh nè. Đó. Anh em xong. Han River Stand này, thép CRM này, của thương hiệu Echo nha anh em. Dòng này là Echo EA52 gạch ngang cam A10 này, made in Japan ha, chuẩn nội địa, còn mới tinh ha. Đây, này là cái khóa treo luôn nè. Đó, cái con này nó còn đẹp còn mới nha anh em. Đó anh. Hàng đẹp hàng mới thì nó chất lượng, còn hàng bãi rồi này nọ nhiều khi là nó lắm đắt rồi này nọ, anh em mình rút rồi nó cạc. Còn cái này là rút rất là nhẹ, hồi nãy em rút cái thùng kia này có một cái là đi luôn á, thật là bán. Rồi cái này còn đẹp, anh em mình thích cái con kìm rút EV còn mới này của Esco nha, mọi người cho giúp em M21 giúp em nha. Con này 380 nha anh em, còn mới, có luôn cái phần để anh em mình thay nữa nè, thay mình thay cái đầu bét ha. M21 380 giúp em. M22 là một cái cây kìm cắt ấm của Mary nha anh em. Đó. Này anh em về mình kiếm cái sợi da mình buộc lên được mình treo. Con này lưỡi mới nha anh em, lưỡi đẹp nè. Em thang trắng non đến là không có bị dịch ha. Của Mary IB18 ha. Đó. Rất là nhỏ nhàng nha anh em. Rồi anh em thích cái con kìm cắt ống phi 38 để lại nha. Con này cắt ống phi 38 ha, cũng bự chứ không nhỏ nha anh em. Mọi người cho giúp em con kìm cắt ống của Mary nha anh em. Ở Mary này một cái thương hiệu của Nhật rất là nổi tiếng. Con này em để giá là 250 nha. M22 giúp em nha. M22 250.000. M23 là một cái con Eto mới tinh chưa xài luôn, của Lucky ngàm 75 nha anh em đó. Anh em mình xem môi ngàm này đó, còn mới tinh hoàn còn vàng phai luôn nè. Nói chung còn đẹp nha, một con Eto hàng 7 mà con này đẹp. Eto bây giờ em muốn lấy nhìn đẹp đẹp chứ 6 thì em không lấy, tại vì giá giờ nó cao bán cũng khó. Chung là em lựa những con đẹp đẹp, anh em về mình sưu tầm cũng được. Lucky này. Đó, đe đồ này nó là còn đẹp hết nha. Đó, cái này là cái phần môi ngàm này anh em tham kích địch luôn. Này, này là cái tay qua đây anh em mình kéo lên bàn. Ngàm 75, con này thì nó nặng được tổng trọng lượng là 1.6 nha anh em. Loại này loại bự nhất rồi, ngàm 75, cái loại mà kẹp bàn này là 75 là bự rồi anh em. Đó. 75. Con này cái ngàm mình cũng mở cũng khá là rộng á, tầm khoảng là 3-4 cm nha anh em. Rồi. Con này thì đây, cái ngàm của mình nó mở rộng tới là 45 ly nha. Phần này là 75 nè, ngàm 45. Thì cái con này anh em mình thấy trên màn hình này đó. Còn mới nha anh em, nó để bãi này nọ, em chưa có vệ sinh luôn anh em thấy không? Bằng tưng luôn nè, để bãi lâu ngày nó lắm cái vết đoạn vàng thôi. Một cái con Eto cho anh em mình sưu tầm, còn mới đẹp của hãng Lucky nha anh em, hãng Lucky là hàng nội địa anh em yên tâm ha. Đó. Rồi con này em để giá cho mọi người là 380.000, tình trạng là còn mới nha, còn mới đẹp, anh em về mình lau chùi cái mà vệ sinh mình sưu tầm tí ha. 380.000 nha anh em, nặng 1.6 M23 380. M24 thì em có một cây cưa của Gumboy. Đây cái này lưỡi 2 tấc tư còn rất là ngon nha. Đây siêu kỳ này. Đó, anh em thấy không? Cán nó còn đẹp nha anh em. Cán nó còn tương đối ok hết nha. Lưỡi 2 tấc tư nó rồi, lưỡi thì nó còn bán luôn nha anh em. Đây. Anh em mình xem phần rang này đó, rang cỏ đồ câu không có bị mẻ rang nào hết ha. Đó. Ha, lưỡi nó còn câu ngầm nha anh em. Và sờ vào rất là nhắm đó. Cái này nó râm râm bên cái phần những cái phần bên hông thôi.
2 tấc 4 nha anh em. Đó, 2 tấc 4 một cái cưa combo 2 tấc 4 còn ngon lành ha, để anh em mình xài. Nó lưỡi còn rất là bán ha. Rồi cái này em để giá là 250.000 nha, mã số là M24 giúp em. Cái cưa combo lưỡi dài 2 tấc 4 ha. M24 250. M25. Một cây kìm tuốt dây điện của thương hiệu Stripper, dòng này là tuốt dây nhỏ ha, tuốt dây điện tử của Mỹ ha. Con này thì lưỡi cát đồ, lưỡi tuốt luôn rất là đẹp, rất là ngon. Hãng của Mỹ, vỏ màu vàng. Anh em thích cái kìm tuốt dây điện của Mỹ này, mọi người cho giúp em M25 tuốt dây nhỏ nha. M25 100.000. M25 100. M26. Một cái cuộn thước dây 3,5 m nha anh em, còn mới của thương hiệu Miyake ha. Miyake. Hai hệ số đo ha. Anh em mình thấy cái nửa bên trên là hệ số in, còn nửa bên dưới là hệ số mét 3,5 m. Đó, sợi dây thước được còn ngon lành hết ha đó. Đây, em kéo ra hết này. Cái này 3,5 m này kéo nó dễ. Đó, 2,9 m này, 3,1 m này. 3,4 m này anh em. Đó, 3,5 m này anh em. Đó, 3,5 m này. Sợi thước ngon ha đó. Cái này thì mình thải ra nó thu về này. Đó, anh em thấy không? Thả ra chỉ 2 dây nữa thu về tới nơi luôn rồi. Rất là mạnh nha, lò xo mạnh. Đó. Rồi con cuộn thước 3,5 m này còn đẹp. Còn mới, M26 giúp em. M26 giá 80. Tiếp theo M27. M27 thì em có một cái cây sủi của người ta Tajima nha, hai ốc. Đó, hai ốc còn đẹp ha. Đó, anh em thấy không? Tình trạng này. Đó, màu sắc tình trạng. Thương hiệu của mình là thương hiệu Tajima nha anh em. Đó, cán thì nó có những cái vết trài do mình để bãi đâu này nữa thôi. Chứ đầu nó còn đẹp hết ha. Dài 30 cm. Rồi anh em là thích cây sủi của Tajima này, mọi người cho giúp em M27 ha. M27 180. M28. M28 thì em có mũi khoét này. Một cây mũi khoét còn mới tinh luôn anh em. Đó, của thương hiệu Stammer nha anh em, logo ngôi sao này. Hai cái cán này của mình là 120mm này. 120mm nói chung là nó có khớt khớt để anh em mình có thể mình tăng chỉnh ha, mình dùng cái lục giác mình tăng chỉnh cái càng. Tình trạng còn mới nha anh em. Đó, còn mới luôn ha. Mũi khoét gỗ nha anh em. Đây. Đó, một cái mũi khoét gỗ hai càng còn mới. À, mũi này 180.000 nha anh em. Còn mới tinh nè, M28 180.000. À, M29 cũng vậy luôn nha. Hai cái này nó giống hệt nhau thôi. Đó. Anh em thấy không? Đầu mũi nhọn được chưa xài ha, đầu mũi nhọn được chưa có xài này, chưa có khoét lần nào ha. Ở đây bãi này nhiều khi nó lắm mới thôi. 120mm này, đây cũng 120mm này ha. Rồi anh em thích cái mũi khoét này gì mình dùng cây lục giác để mình tăng chỉnh cái càng ha, cái đường kính phi mình khoét. 180.000, mã số là M29. M29 180. M30 thì một cây mũi khoét khác anh em, hôm nay mũi khoét tủ điện này, khoét sát, khoét thép, lưỡi cát khoét rất là dài này, chưa xài luôn nha. Đó, mũi khoan tâm này, con này thì nó đến từ thương hiệu Hansuber ha, thương hiệu Suber này, Made in Japan này, dập chìm. Và mũi khoét của mình là mũi khoét phi 27, mũi khoét phi 27 nha anh em, mũi khoét phi 27 chưa xài, 100.000 ha, chưa có xài. M30 ha. M30 100. M31. M31 là một cái kìm tuốt dây điện nha, hệ số B. 1.1.6, 2.2.6 và 3.2. Tình trạng là còn mới nha anh em. Anh thấy cái lưỡi cát còn mới tinh nè, nó tròn trịa mà nó rất đẹp ha. Đó, bóp nhắn được ngon lành của Vercel ha. À, có điều là cái vỏ này là vỏ trơn và tình trạng thì chỗ này nó có bị nứt nhẹ một tí ha. Hệ số B rất là dễ dùng nha anh em. M31 giúp em nha, 200.000. M31 200.000. Tiếp theo M32. M32 thì em có một cái mở đá mài có top màu vàng Japan ha. Này thì trên này nó bị rổ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều anh em, không ảnh hưởng, tại vì cái này anh em mình chỉ có bạn cứng với bạn chặt thôi. À, anh em thấy không, cứng bạn chặt thôi. À, top Japan ha. Con đâu bạn nhỏ, cháu đánh vào băng, con kiểu quán cho con 15 năm, cháu đánh vào băng là nó quán à, cao
ràng cỏ nó còn đẹp. Ở bên kia đường nó đều có cho đáng, cho thật bằng, cho đáng cho băng, coi cho đáng cho băng. Ràng cỏ còn đẹp ha. Rồi anh em thích cây mỡ đá mài này, mọi người chế giúp em M32 ha, 80.000. Nó giống là cho chị răng ra M32 80. Giá mai là M33. M33 thì một cây cờ lê 17-19 nha, bự nha anh em. Đây, bánh cóc này 17-19. Đó, 17 ly này. Bên này là 19 ly. Thương hiệu Supertun này. Đó, thương hiệu Supertun này. Cán của mình là cán bọc nhựa nha anh em, cán bọc nhựa 17-19. Đó, hoạt động được trơn tru ha, đảo chiều. Cái này thì nó dài tổng thể được. Dài tổng thể được là 49 sen nha anh em. 49 sen 17-19 ha, M33 200. 200.000 nha, 17-19 nha anh em, số rất là dễ dùng nha. M33 200. 34. 34 đây, vào cho mọi người máy cây khóa này mình sưu tầm nha. Hiếm anh em, dòng của Starwheel số bự nha. Cái này anh em mình mua mới bên Nhật là mấy triệu bạc một cây anh em. 36 ly này đầu miệng còn đẹp. Nước xi được anh em thấy cũng còn rất là ngon ha, tráng non nè này. Đó ha. 36, đầu tiên là cái cây này có hai cây nha anh em. Dòng này là Starwheel Open Fox 13 nha anh em mình gõ ra ha. Nè. Đây lifestyle nha anh em, mấy chị em gặt money nha. Đây đầu vòng nó cũng mới tinh nè anh em thấy không, cây này là anh em mình sưu tầm luôn rồi, rất là đẹp. Thay vì mình mua những con mới rồi nó mất tiền, mua những con này về mình trưng bày cũng đẹp rồi. 36 ly nha, con này còn đẹp nha anh em. Rồi anh em đẹp mà hàng của Đức nữa. Nó nặng là 8 lạng gần ký kg anh em, bự kinh khủng luôn. Nó dài được là 45 sen. Đó, 45 sen anh em mình có điều kiện mình thích sưu tầm cái dòng khóa này của Đức ha. Nó là cây khóa 36 ly, cây này 350.000 nha. 350 nha anh em, M34. Đó. 350. M35 cũng vậy luôn, 36 ly luôn nha. Đó. Đây là cái phần da dẻ của mình này đó, lau chùi cho anh em mình xem. Đó, còn đẹp nha, môi ngầm đồng đẹp, những cái nào là anh em mình trưng bày được. Đó. Vì mình có thể vệ sinh thêm. Chúng nước xi đồng đẹp hết này, match in gạc money này, thép alloy này. Dòng Starwheel Open Boss 13. Đó, đầu vòng là anh em thấy không, cái non đáng nào hết luôn, đẹp. Rất là đẹp nha anh em. Đó, rất đẹp luôn. Đó. Rồi cứ 350.000 một con, cái loại 36 ly nha. Loại 36 ly này 350.000 một con. Anh em mình có thể mình sưu tầm cho đủ bộ cái dòng khóa này nha. M36 thì cái này nhỏ hơn size 30. Đó. Đây. Con size 30 nha. Size 30 nào những cái con của KTC rồi này nọ nó đã tầm khoảng 250 rồi. Ha. Con này của Đức. 30 Starwheel Open Boss này. Gạt money này. Đó, đầu vòng nó nói chung là cũng còn ngon anh hết nha anh em, những cái này là anh em mình mua về mình sưu tầm nha. Đó, size 30 còn đẹp. Ha, gạt money thép alloy ha. Con này thì nó dài được là 32 cm. Đó. Đây. Có phải cái vết chấm đen đen này mình nhìn kỹ mới thấy, còn không có nhìn kỹ không thấy đâu anh em. Đó, nhìn khoảng ít là còn rất là đẹp luôn. Khóa 30 của Đức nha. Rồi cái này mã số của mình là M36 giúp em nha. Con này 280. Khóa 30 của Đức ha, 280.000. Đây M36 280 nha anh em. Rồi. 37 cũng vậy nha anh em. 37. Đó, đây cũng 30 luôn nha. Đó, con này thì nó xấu hơn con kia một tí là nó chỗ này nó có cắn nhẹ này. Nó có cắn nhẹ trên đây thôi chứ còn lại là nước xi nước đồ là còn ok hết. Đó, cái nào là em quay cận cảnh cho anh em đấy, nhiều khi mình sưu tầm có mẻ nhẹ một tí anh em mình cũng không ưng ha. Đó, đây còn những con kia là còn đẹp hết rồi, con này là nó có mẻ nhẹ, đến cái này là do để bãi thôi này nọ này thôi ha. Vì mình có thể mình làm nguội làm giũa là cho nó đẹp, làm trưng bày. Rồi con này 250 nha anh em, con khóa 30 này 250.000. M37 ha, 250. M38 này một con 24 ly. Đây. Cứ loại là hai con anh em. Đây, rất là đẹp ha. Đó.
rồi đầu ngàm này, đó, không có cắn kiết gì nha. Đó. Đây. Đẹp hết nha anh em. Đó. Đó. Mới rất là đẹp ha. À, rồi, con 24 ly này nó dài tổng thể được là 28 cm nha, 28 cm. Đó, rồi con này còn đẹp. Chỗ này thì nó có bị đen đen tí này, vì anh em mình vệ sinh thêm. Đó. Rồi con này 230 đi anh em, 230.000 nha. Đó, M38 230. M39 cũng vậy luôn. Đó, nó có đang tróc xi nhảy đang tí này. Đó. Tróc xi nhảy tí thôi, còn là mua ngầm là đẹp hết nha anh em. Đó, thấy không? Alloy steel gặp money ha. Đó. Rồi cây khóa 24 ly này giá của mình là có chấm đang nhạy đang tí, giá của mình là 200. M39 con này 200 nha. Đó, M39 200. Rồi M40 thì cũng có một con 19 ly, cái này là 3/4 nha, nó để là 3/4 này, anh em mình mới ốc 19 nha. Đó, 3/4 là cái này là mình mới ốc 19 ly. Đó, 19 ly thì mình cũng hay xài ha, 3/4 này. Đó. Của Đức, đẹp. Đó, đẹp không? Rồi con này em để giá là 150.000, nói trước là M40 nha. Đó, M40 150. Đây. M40 nha, 150.000. Rồi tiếp theo. M41. Hai cây khóa 19 của KTC nữa. Còn hệ số của mình cũng hệ số phần nha anh em, 3/4 là mình mở ốc 19 ly nha, mở ốc 19 ly ha. Con này là mở con giống như là con KTC 19 ly đó, còn hệ số phần thì mình sẽ mở là 3/4. Tình trạng con mới cát luôn nha anh em. Tin luôn. Đó. Đây. Mua bao giờ? Rất là đẹp nha anh em. Mới tin luôn ha. Đó. Một can 19 ly, dài hơn găng tay tí ha. Dài tầm khoảng là 23 24 cm ha. Rồi con KTC 19 ly này 120 nha anh em. M41 120.000. M42 một con KTC 19 ly nữa, 3/4 nữa ha. Đầu hai con giống nhau, đầu ngàm nó còn đẹp hết, ren cổ rồi mới can hết ha. Đó, can mới tinh hết nè. 3/4 này, KTC này, thép alloy steel. Rồi M42 nha, M42 120 luôn ha. Đó, mở ốc 19 ly nha anh em, KTC mở ốc nè, mở ốc 19 ly, 3/4 ha. M42 120. M43 là một cây 19 ly tự động của Antone nha anh em. Đó, 19 ly tự động của hãng Antone nè. Đó, 19 ly. Còn mới nha. Đó, tự động là bánh cốc này nè, nó đi thao cái này nó làm bằng đồng nên là anh em mình không có sợ nó bị sát nha. Tiếng kêu rất là nhẹ nhàng nha. Đó. Rồi anh em thích cây khóa tự động 19 ly của Antone này, mọi người cho giúp em M43 nha. M43 160.000. À, M43 160. M44, một cây cây khóa rất là bự luôn. Cái này nó cũng nặng anh em, nó nặng nửa ký á. Của thương hiệu hãng KTC, số 27 và số 30 nha anh em. 27 30 dòng S2 ha, còn rất là mới. Tin nè. Được không? Khá là mới ha. 27 và 30 của KTC rồi, nó dài tầm khoảng là 25 ha, 25 cm. M44 ha. M44 con này giá của mình là 130 cho anh em. 130.000 ha. M44 130. Rồi. Rồi tiếp theo M45. Cái khóa của anh này anh em. Cái khóa của anh con này 7 ly này, và bên này là 6 ly ha. Một cái khóa của anh ha, một bên 7 ly và một cái bên là 6 ly ha. Đó. Made in Britain của anh ha, thép alloy luôn, rất là xịn luôn. Rồi cái khóa của anh một đầu mở ốc 6 ly và một đầu mở ốc 7 ly. Con này em để giá là 80.000 nha. Anh em mình sưu tầm hàng của anh. Đó, 80 M45. M46 cây đây một cây khóa nha của thằng Sơn Cây. Này thì nó để là Sơn Cây TRV đúp này, V đúp S nữa ha. Bên này là chắc là mở là 17 ly. Bên này thì nó có thể lái ra được luôn nè anh em. Đó. Chung là thiết kế như này và nó có thêm cái đầu này để anh em mình mở thêm những cái đầu ốc khác ha. Đó. Đây tình trạng. Đó. Ống dài nối vào ha. Đó. Đó nên ha.
thiết kế con là bánh cốc rồi hoạt động rất là ngon nha anh em. Cái này thì chắc nó mở ốc 12 13 vậy nè. Đó, đầu này 17 ha. Này chắc cũng mở được 4 ốc á. Ha, một ốc này, hai ốc này, rồi cái ốc đằng này là 3 này, bên này nó 4 lắm. Rồi cái này cũng như là 4 số anh em, 150 anh em. Mở 46 giúp em nha. 150. 47. À, một cây dũa gỗ của hãng Shinto nha. Cây dũa gỗ của hãng Shinto này. À, tình trạng của mình là còn ngon lành nha, bên này này. À, răng thưa này, bên này là răng răng nhuyễn này. À, ngắm sổ rất là mới nha anh em. Dài 3, dài 34 cm. M47 nha, 150. M47 150. M48 một cây cưa của thương hiệu ARS. Cái này lưỡi còn đẹp nè anh em. Đó. Lưỡi còn sáng bóng này, ha, ARS. Đây, chi tiết đầu mũi nhọn đồ còn rất là ngon nha anh em. Đó, được không? Mũi răng cưa đồ còn đều hết, không có mẻ răng nào hết. Thương hiệu ARS lưỡi dài 18 cm. Thì anh em thích cây cưa ARS 18 cm này M48 giúp em nha, 150.000. M48 ha, 150. Đẹp nha anh em. Rồi M49. Cái kìm mỏ quả của thương hiệu Somae ha, hàng nội địa Nhật, sau xích đời cổ. Đó. Tình trạng là còn mới chưa xài. Đó, tình trạng còn mới chưa có xài nha. Tin luôn. Đó. Này, răng cỏ nó còn mới ha. Dạ 25 cm rồi M49 nha. M49 à, còn mới chưa xài 180 anh em. Mới chưa xài nha, 180.000. M49 ha. M50 một cây kìm mỏ quả của thương hiệu Sơn Cai. Này thì cái ngàm mình nó bạc đồng như thế này ha, đó, cái màu đồng anh em thấy này, ngàm nó bạc đồng. Dài 25 cm. Đó, có chui dẹp này đến đây mình mở ốc mở đồ luôn này. Đó, Sơn Cai. M50. Cái này à, ngàm bạc đồng giá 180 luôn. M50 ha, 180.000. M51 là một cây cưa hai mặt của thương hiệu hãng SK11. Cái này sản xuất 100% tại Nhật này, chữ này là chữ nội địa nên em sản xuất tại Nhật ha. Lưỡi của mình là nó dài 18 cm, hai mặt. Một bên của mình là răng thưa, bên răng nhuyễn ha. Đó, chuẩn nội địa nha anh em, hai mặt còn đẹp còn mới. Dài 18 cm, chưa xài. M51 150.000. Đây, M51 ha, 150. M52. M52 một cây mỏ lết xay 150 còn mới tinh ha, của thương hiệu hãng Strong Hit Joss nội địa Nhật này, chưa xài. Đó, thép của mình là thép alloy steel, anh em mình có thể sưu tầm cho đủ bộ. Đó, tình trạng là còn mới. Đó, được không? Mới càng luôn, chưa có xài, giá 15 cm. Rồi M52 nha, cái này còn mới tinh chưa xài, giá 80. M52 giá 80. M53. M53 thì cái này xa 200 của hãng Tút ha, giao dịch nội địa Nhật. Đó. Đây môi ngàm nó, nói chung là còn đẹp ha, còn trắng non trắng nào rất là đẹp nha anh em. 200mm dài 20 cm và độ mới ngàm của mình là 25 ly. Đó. 80 luôn. Đó, anh em mình thích dòng nào mình chất con đó. Con này thì nó bự hơn con kia. M53 80. M54 thì cái này của SK11 xa 250 nha anh em. SK11 xa 250 đó, con này là môi ngàm chưa xài nè. À, để bãi lâu thì con lan này nó dính đất này, anh em mình vệ sinh thêm ha, nó hoạt động ở tân tru. Cái này thì nó mở ngàm được là 30 ly nha anh em, mở ngàm được là 30. Đó, răng cỏ nó còn đẹp này, như chia sẻ. Thương hiệu của mình là SK11 sao dít nội địa Nhật này, chập chìm đời cổ. Thép của mình là thép alloy steel có chữ Japan, nó đầy đủ thông số cho anh em mình sưu tầm nha. Rồi cái này xa 250 170 nha anh em. M54 170.000. M54 170. M55 một cây dũa của hãng Yamaguchi. Đó, tình trạng là dũa còn mới đẹp, chưa xài. Còn con cây anh em, cây này là cây cuối rồi. Cây này là bản của mình là bản được độ dài của mình là được nhớ là 3 ly rưỡi. Độ dài của mình là được là 7 ly nha anh em. 7 ly, phần này là được 32 ly này. À, 32 còn kia là 7. Dài là 30 nha anh em. Chưa tính phần cá. À, dài 30 cho tính thằng cá. Cái này 100.000 nha. M55. M55 100. M56. Một cặp vít nha anh em, một cây âm một cây dương. Đó, vít BH2 là còn mới đẹp nè. Đó, một cây âm và một cây dương. À, vít của mình là vít hồ lô, một cây màu đỏ, một cây màu vàng. Tình trạng còn mới ha. Rồi cây cặp này nó dài 20 cm, giá của mình là 100.
40.000 ha. M56 140. M57. M57 thì em có một cái hộp đựng cờ lê này, đó anh em mình đựng cờ lê vòng của KTC nha. Đó, cái hộp thì nó không có mới lắm nhưng mà anh em mình đựng cờ lê vòng là ok. Đây. Đó, đây. Đó, khóa lại nè. Khóa lại nè anh em. Ha. Thì cái hộp này nó nặng được là 6 lạng á, cũng rất là dài dạng nha, của KTC. Chiều dài của hộp KTC này nó dài được là 37 nè, bề ngang được là 10 và chiều cao là được 4. Rồi cái hộp đựng cờ lê của KTC này giá 180 ha. 180.000 đựng cờ lê vòng ha. M57 180. Theo M58. Cái hộp này nó rất là dài luôn nè, cái hộp này đừng khẩu nha anh em, nó dài nó cao nè anh em thấy không? Con này thì cái hộp này riêng cái hộp này nó nặng tới là 1.4 anh em, 1.3 nha anh em. Nó làm rất là dài luôn và nó cao để anh em mình đựng đồ nè. Đây, anh em thấy không? Này là để đựng khẩu rồi anh em, khẩu tiếp luôn nè. Bộ này là có thể đựng khẩu 3/4 hoặc là 1/2 được, tại vì cái chiều cao nó cao nè anh em không? Đó, rất là dài dạng nha. Đó, bên trong thì nó có tróc sơn ha. Đó. Rất là dài luôn, nặng tới 1.3 nha anh em. Đó. Nặng tới 1.3. Rồi chiếc hộp này của thương hiệu ra nè. Rất là dài nha anh em, nặng 1.3. Chiều dài của mình đo được là 40 sen nè. Chiều ngang là được 9 sen và chiều cao được là 7 sen ha. Chiếc hộp này 200 nha anh em, 200.000. Nặng tới 1.3 lần ha, M58. 200. M59. M59 thì cái hộp này là của hàng Sanki, hộp này cũng đẹp. Đây, hộp này của Sanki, hộp này cũng đẹp nha anh em. Nó có dấu xích nội địa đàng hoàng. Đó. Hai màu đỏ rất là đẹp ha. Đây, con hộp này thì nó cũng chuyên đựng cờ lê. À, cũng mới nha anh em, chuyên đựng cờ lê nó cũng mới luôn nè. Hãng Sanki có dấu xích nội địa nha anh em, hãng Sanki có dấu xích nội địa. Anh em mình đang siêu tầm cái khóa của hãng Sanki, mình chốt cái hộp này về mình đựng. Hộp này cũng mới đẹp, dài được là cũng 39-40 ha. Ngang cũng là 10 và chiều cao của mình cũng là được 4.5. Rồi cái hộp này nó nặng được 8 lạng luôn ha. Đó, hộp này mã số của mình là M50-59. Rồi chiếc hộp này còn mới đẹp giá 200 nha. Mới đẹp M59, 200.000. Tiếp theo M60, một cái thùng đồ nghề rất là đẹp luôn, còn mới luôn nha anh em. Cái màu sơn zin của nó này nó còn bóng loáng luôn ha. Của thương hiệu Marvel rất là dài nha anh em. Đó. Nên mình thích cái thùng đẹp thì mình chốt cái thùng này nha. Đó, màu sơn nguyên zin màu xanh đây này, đó. Đáy rồi còn đẹp luôn nha anh em. Đó. Đây. Anh em thấy không? Đó, rất là đẹp. Đó. Này, chỗ này thì nó có hai khay người ta hàng. Này nó bung mất hai cái miếng, cái này không có ảnh hưởng gì nha, để nó người ta để đồ á. Còn là hai khay kia là anh em mình đừng áp phích. Nó màu sơn nó còn mới và đẹp nha anh em, nó không có tróc sơn xiết rồi còn đẹp. Đó, và nó dài nữa, dài vậy. Đó, một cái thùng rất là đẹp nha. Thùng này thì nó nặng được tổng trọng lượng là 2.7 kg. Thùng này nó nặng tới 2.7 kg nha anh em. À, chiều dài 35 sen nè. Chiều cao 16 và bề ngang của mình là cũng là 16 nha, 16 35. Còn mới tinh nè, còn đẹp. Rồi anh em thích chiếc thùng này mọi người cho em M46 nha, nặng 2 kg máy nha anh em. Thùng này em để giá là 400.000 nha anh em. Nó M36 giá 400. M60 chứ sorry mọi người, M60 nha, 400. M61. Một cái thùng 2 tầng nữa. Đây, cái thùng 2 tầng. Đó, cũng còn rất là đẹp nha. Màu sơn xanh luôn nè. Đó, rất là gọn gàng. Đó. Thùng này trọng lượng nó nhẹ hơn. Còn, anh em thấy không? Hình thức còn vuông vức. Vức còn đẹp nè, đó, đáy đồ xanh lè rất đẹp ha. Đó. Thì con này nó nặng được là 2 kg nha anh em. Đó, con này thì nó nặng được 2 kg cũng khá là rất là dài dạng nha. Chiều dài của mình được là 35. Chiều cao được là 16 và bề ngang của mình cũng là 16 nha. Còn mới đẹp. Đó, thùng này 350 nha anh em. 350.000 đó, anh em mình thích thằng mới đẹp thì mình chốt ha. M61 giúp em nha. 350. M62, một cái thùng bự của Trusco nha anh em. Đó. Một cái thùng đồ nghề bự của Trusco. Thùng này anh em thấy kiểu hình dáng nóc nhà nhưng mà cái loại này bự nha. Thường thường thì anh em mình chỉ thấy cái loại là dài 36, tí nó cũng có luôn nha anh em, nhưng mà con này thì nó dài tới là 46 cm nè.
không, dài 46 cm. Cao thì nó được tới là 12.5 luôn nha anh em, và bề ngang của mình là tới 16 17. Đó, một cái thùng có không gian nó bự ha. Để mình đựng đồ. Đó, trong hình thức hàng bãi thì nó không có mới đâu, nó có vài cái vết cắn nhẹ nhẹ thôi. Anh em mình cũng có quan trọng lắm ha, máy ha. Đây. Đó, còn rất là đẹp nha anh em. Và chiếc thùng này thì nó cũng nặng tới là 1.7 kg nha anh em. Nặng tới 1.7 kg. Rồi một cái thùng rất là bự nha, nó dài lên đến là tới 46 chứ không phải 41 luôn nha anh em, nó dài tới 46 cm luôn á. Mình đựng đồ là vô tư. Anh em mà thích cái dạng hình hộp nắp nhà này nó bự, mọi người check giúp em. 1.62 nha, 300. Tiếp theo 1.63 cũng vậy nha anh em. Hai cái này của Trusco hết. Trusco thực ra của Toyo nó gia công thôi. Đó, nó cùng một trọng lượng nên một nặng 1.7 kg. Đó, dài là dài 46 ha, dài 46 cm nha anh em. Đó. 46 cm. Cao là được 12.5 và ngang là được 16 17 ha. Bự. Đó, à, hai con này thì nó giống nhau thôi. Đó, màu sơn cũng còn ok hết. Rồi anh em thích cái con bự này, M63 luôn nha, 300 luôn nha anh em. M63 giúp em 300.000 luôn. M64 là một cái hộp thùng Toyo nha. Một cái thùng của Toyo đây, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đó, nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, nhưng mà nó có tróc sơn thôi chứ còn còn đẹp nha. Đó, anh em mình tích thì về sơn lại, còn để hăng để mình để đồ cũng được, rất là ngon rồi. À, thùng này nó nặng 1 kg nha anh em, thùng Toyo này nó nặng 1 kg. Chiều dài được là 29 cm nè, chiều cao là 10 và bề ngang là được 15 ha. Rồi cái thùng này M64 giúp em nha, 200.000. M64 200. M65. M65 thì đây. Cái hộp. Hộp đựng đồ luôn, chúng ta cầm nằm ngang đây ha, hoặc mình đựng máy cũng được. Đó, bên trong này sạch sẽ đẹp đẽ ha, màu xanh. Đây. Qua lại ha. Đó. Thì cái hộp này nó nặng được tổng trọng lượng là 800 g nha anh em. 8 lạng. Chiều dài được là 32 này, chiều ngang được là 312 và chiều cao cũng được là 6.5. Rồi có hộp này 108 nha. M65 giúp em 108. M66. Đây một cái thùng Tunbot này. Tunbot loại hình hộp đất nhà loại dày thông thường này, đó. Đái rồi ngon lành. Đây. Rồi thùng này thì nó dài tổng thể được là 35 nè. Chiều cao là được 10 nè và bề ngang của mình là được 15 nha. Đó. Con này thì nó nặng được là 1 kg. Mốt nha anh em, nặng 1 kg mốt. M66. M66 con này giá 200. M66 200. M67, một cái hộp thùng nông nghiệp bằng nhựa. Này được gia công ở Trung Quốc nha, made in China này và xuất về Nhật. Của hãng Iris này, nhựa ABS ha. Này đây nó có hai ngang, đó, hai bên trên và ở dưới ha. Hình thức còn đẹp nha anh em. Hình thức còn đẹp. Nhựa rất là gọn gàng. Đó. Thì màn nhựa nên là con này nó nặng được tổng trọng lượng là 800 g nha, 8 lạng. Dài là 34. Đó, cao là 13 và ngang là 15. Đó. Rồi cái hộp này giá 200 nha. M67 giúp em nha, 200.000. Hộp bình nhựa ha. Rồi, mã số cuối cùng. M68. Đó là một cái hộp này. Đó, cái tay cầm ở giữa anh em mình xách đi cũng rất là thuận tiện. Đây bên trong nó còn cũng còn ngon lành hết nha anh em. Thì chiếc hộp này nên nó cũng nặng được là 8 lạng nha. Nặng 8 lạng. Chiều dài được là 32. Ngang được là 12.5 và cao là được 7. 180.000 luôn. Mã số là M68 ha. Này. M68 180. Rồi, thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.